Xin được chào mừng tất cả các quý vị khán giả đang đến với buổi talk show Mirror Mirror ngày hôm nay. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một nữ ca sĩ rất là dễ thương, rất là xinh xắn. Và cô vừa cho ra mắt MV Em Xin Lỗi. Xin được giới thiệu đến tất cả các quý vị nữ ca sĩ Hoàng Yến Chibi. Lời đầu tiên thì Hoàng Yến xin gửi lời chào đến quý độc giả của tin.vn đang theo dõi chương trình talk show Mirror Mirror. Và xin gửi lời chào đến chị Nhung ngày hôm nay, rất là vui khi được đồng hành cùng chị. Hình ảnh người con gái ở trong MV Em Xin Lỗi thì giống bao nhiêu phần trăm so với Yến ở ngoài đời? Yến nghĩ là hình ảnh của người con gái trong MV chắc giống mình khoảng 90%. Tức là ở trên MV thì Yến sẽ phải thể hiện nó hơi over hơn một chút xíu. Chứ ở ngoài đời thì thực ra Yến cũng không có dám đến mức độ mà ngúng ngoảy với người yêu cái kiểu đến mức độ như thế đâu. Thì ở ngoài đời thì nói chung là Yến cũng hay kiểu vâng em xin lỗi, vâng em xin lỗi chứ không dám cũng không dám đâu ạ. Vậy thì ở những sản phẩm trước á thì Yến có chia sẻ là mình có thể hiện cái tình cảm của mình ở trong đó, thì với Em Xin Lỗi thì sao? Em xin lỗi thì lần này Yến cũng vẫn để cái tình cảm của mình vào trong đó, nhưng mà với một cái cảm xúc khác. Giống như là kiểu bình thường mình hát pop ballad thì với những cái bài hát nhẹ nhàng, với những lời tâm sự, với những lời ngọt ngào thủ thỉ, với cánh đàn ông. Thế nhưng mà với lần này á thì là nữ quyền, mình trỗi dậy, đúng không? Vì con gái mình cũng sẽ phải có lúc mà hiền lành trông như một con mèo con, nhưng sẽ có lúc mà phải gầm lên như hổ vồ. Thực sự là phải như thế mọi người ạ. Thì đấy, nhân đây thì Yến nghĩ là đấy, một cái tính cách khác của con gái, nhưng mà Yến muốn thể hiện nó qua cái MV của mình một cách thật là vui vẻ. Và nó chỉ là một cái tình huống vui thôi, mong mọi người sẽ, ý là Yến mong mọi người là trong câu chuyện tình yêu ấy thì nói chung là con gái cũng rất là dễ yêu, dễ chiều, dễ thương. Chỉ cần là các anh để ý hơn chút xíu thôi, phải không chị Nhung? Nhưng mà trong cái chuyện tình cảm thì Yến có phải là một người hoàn toàn chủ động trong đó không? Không. Trong chuyện tình cảm thì thường thường thì Yến là người hơi thụ động hơn xíu trong chuyện tình cảm. Tức là về thường ngày nha thì hơi thụ động, tức là mình phải, Yến là một người mà phải có người khác ở bên cạnh nhắc nhở, hoặc bản thân mình cũng tự nhắc nhở mình nhiều lắm, nhưng mà thường thì không làm được gì hết. Là phải có người khác ở bên cạnh nhắc nhở mình. Nhắc nhở mà nhắc nhở ở cái thái độ bình thường mình cũng không nghe đâu nha. Nhắc nhở ở cái thái độ mà nó phải kiểu hơi, tức là hơi áp lực mình một chút xíu đó. Tức là con người thích sống với áp lực chị ạ. Đó, là thích sống với áp lực, là lúc nào cũng phải hơi áp lực mình một chút xíu. Giống như kiểu trợ lý cũng thế, là push mình là đấy nhá, chị sắp phải bót hình cho em rồi nhá, bót đi. Đó, tức là lúc nào cũng phải dồn dập như vậy thì mới làm được. Đó, thế nên đâm ra Yên thấy là mình thì cũng tính cách cũng kiểu y chang như vậy đấy, cũng hơi ngúng ngoảy một chút xíu đấy, mà cũng không chủ động đâu nha. Nhưng mà như vậy thì có khi nào khiến người yêu kiểu cảm thấy là bực mình hay là khó chịu vì cứ phải nhắc nhở hoài không? Dạ thì đấy, nếu mà nói về những người mà em đã từng yêu á thì em thấy là ai cũng khá là khó chịu với bực mình về việc phải nhắc nhở em hoài. Và có thể đó là một trong những lý do tại sao khiến tụi em chia tay. Em xin lỗi nha. Em xin lỗi nha mấy anh. Nhưng mà mình không rút được kinh nghiệm à. Giống như là mình lỡ chia tay người này rồi, xong đến người sau mình lại phải vấp phải cái vấn đề đấy nữa. Không ạ, tại vì nhiều khi á mình cũng rất là không muốn mình sẽ luôn luôn sai lại một cái vấn đề, đúng không ạ? Thì thường mình sẽ sai lại nhưng mà sai một cái vấn đề khác. Và chị biết mà, mỗi một cái câu chuyện tình yêu thì mình yêu một người với mỗi một cái tính cách khác nhau, một cái cảm xúc khác nhau. Thế nên đâm ra những lần sai nó cũng khác nhau. Và những lần nhắc nhở thì nó cũng khác nhau nữa. Đó, có lần thì nhắc nhở về việc là em nên đánh răng ngày 2 lần, hay là giống như là ủa chứ bình thường đánh răng ngày mấy lần? Thì thường thì ngày xưa hồi còn nhỏ nhỏ em đánh răng ngày có lần à. Nhưng mà lớn lên xong rồi bắt đầu là biết là bắt đầu phải lấy chỉ này, xong rồi bắt đầu đánh răng 2 lần này, xong rồi tăm nước rồi này kia, bây giờ là đầy đủ ok rồi nha mọi người. Đấy. Nhưng mà tức là người yêu cũng phải nhắc nhở từng cái nhỏ nhỏ xíu như vậy luôn. Vâng, thì tại vì em thì thường là em yêu người ta, lý do vì sao là bởi vì là trong một cái khoảnh khắc nào đấy em chợt nhận ra rằng là người ta rất là tình cảm với mình, người ta rất là nâng niu mình, và người ta ý là biết cách chăm sóc mình á, thì đó là lý do tại sao em nhận lời yêu. Đó. Nên đâm ra là thường thường là những người mà ở xung quanh em, bên cạnh em thì họ sẽ đều rất là để ý những cái chi tiết nhỏ để nhắc em. Như kiểu ví dụ nha, ngày xưa em có một anh yêu cũ, trời ơi
chỉ vì là có một lần đi chơi chung, mà chơi chung cùng nhóm bạn nha, lúc đấy là chưa có gì hết, thì ý là lúc đấy là đang ăn thì tóc tai lò xòa đồ này kia các thứ đó, xong rồi anh ấy mới kiểu gọi nhân viên, em ơi em có cộng thun không, cho anh một cộng thun đấy. Thế xong rồi mình mới quay ra chắc lấy cộng thun cho mình ha, trời ơi chắc lấy cộng thun cho mình rồi, trời ơi dễ thương quá nhỉ. Xong đúng anh đưa cho em thật, mà chị biết cái khoảnh khắc mà anh đưa cho em là giống như phim Hàn Quốc vậy đó. Cái đoạn mà slow motion lại rồi hai ánh mắt nhìn nhau vậy nè, đó là gonna be another day. Đó kiểu vậy đó. Rồi xong sau lần đó là đổ luôn. Thì về anh nói thêm vài câu nữa rồi này kia, rồi đi chơi khoảng 1-2 tuần nữa là đổ. Đó vậy thôi đó. Cũng dễ đổ quá đúng không? Vâng, cũng dễ đổ, cũng dễ yêu. Nhưng mà một khi mà đã yêu rồi thì cũng yêu lâu lắm. Hình ảnh của Hoàng Yến trong MV Ừ Em Xin Lỗi lần này thì được đánh giá là một cái sự thay đổi lớn của Hoàng Yến. Tuy nhiên là nhiều người cũng cho rằng là đó chưa phải là một cái sự thay đổi gì đó mà nó quá chấn động. Vậy thì tại sao Yến không làm một cú khiến cho mọi người sửng sốt hoặc là ngạc nhiên, mà mình lại có một cái sự thay đổi từ từ như vậy? Mọi người vẫn cho đấy là nhẹ nhàng từ từ ạ. Chứ đối với riêng bản thân Yến thì Yến cảm thấy đây là một cái sự khá là chấn động rồi đó. Điều đầu tiên là Yến đã thay đổi cái màu tóc của mình rồi nè. Điều thứ hai là cái phong cách âm nhạc mà Yến mang đến cho mọi người nó cũng có nhịp hơn, nó cũng vui nhộn hơn, nó cũng mang tính giải trí nhiều hơn. Về cái phong cách mà Yến mặc cũng vậy. Lý do vì sao Yến muốn mặc những cái bộ đồ giống như ở trong MV là bởi vì Yến nghĩ là mình cũng lớn hơn rồi, mình cũng trưởng thành hơn rồi, thì có những cái điều mà mình rất là đẹp thì mình có thể đó, thì mình có thể gọi là cho mọi người có thể thấy được rằng là Hoàng Yến TV cũng đã lớn hơn rồi, cũng đã trở nên trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Và điều quan trọng nhất đó chính là Yến nghĩ là cái giọng hát của mình, bởi vì có một cái khoảng thời gian là một đợt dịch dài thì Yến ở nhà không có đi đâu hết, nên trong thời gian đó thì Yến có luyện tập và trau dồi cái giọng hát của mình, cũng gọi là đối với riêng bản thân Yến thì cũng gọi là tạm ổn đi trong cái khoảng thời gian đấy, mình cũng thấy mình khá là nghiêm túc đi đấy. Thế nên đâm ra là khi mà quay trở lại rồi cái hôm vừa rồi hát live tại họp báo á, thì Yến đã cảm nhận được thực sự rằng là mặc dù là mình đã tập rồi nhưng mình còn phải tập nhiều hơn nữa, bởi vì những cái mà lúc mà mình lên sân khấu lúc nào vì cái độ run á, mình cũng sẽ bị giảm đi cái phần mà mình biểu diễn, nó bị xuống khoảng tầm 7 hoặc 6 thôi, hoặc 8 thôi. Thế nên lúc nào ở nhà mình cũng phải tập khoảng tầm 10, 11, 12 gì đó, để cho đến lúc lên sân khấu giảm xuống thì là sẽ là vừa. Đó thì đấy, thì Yến chỉ có một cái đang cảm thấy là Yến cảm thấy như thế này là cũng là vừa thôi. Chứ còn nếu mà mình mà giống như là sexy hơn hẳn, hay là hát một cái thể loại nhạc nó khác hẳn đi so với cái mà Yến nghĩ, thì Yến nghĩ là mình không làm được. Bởi vì nhiều khi ấy, nó còn không có, nó còn phụ thuộc vào cái hạn chế của giọng hát của mình, hoặc là những cái thể loại nhạc mà Yến nghĩ là mình sẽ không hát được nữa. Bởi vì có nhiều thể loại nhạc là em đã thử nghiệm rồi nha, và không thành công nha, là em sẽ không làm lại. Đó, vậy đó. Nhưng mà đang nói về cái chuyện là hát live thì bây giờ cũng có nhiều nghệ sĩ cũng bị soi khá là nhiều khi mà các cái màn trình diễn hát live nó không được như mong muốn, nó tranh phô hay gì đó, hoặc là khán giả bây giờ cũng có một cái nhìn khắt khe hơn với các nghệ sĩ trong cái giọng hát. Thì đến bây giờ Yến có tự tin với cái giọng hát của mình chưa? Thì để nói tự tin thì tất nhiên là giọng hát của mình thì mình phải yêu, mình phải tự tin thì mình mới có thể đứng trước hàng nghìn khán giả chứ ạ, đúng không? Nhưng mà để mà nói về cái phần gọi là có thể hát một bài hát hoàn hảo hay không á, thì cái điều đấy phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Ví dụ giống như là hôm đấy mình đi diễn chẳng hạn, có thể là buổi sáng nha, tự nhiên có em là đã bị từng trường hợp như vậy rồi, tức là buổi sáng là vẫn hát, vẫn luyện thanh, vẫn này kia đầy đủ, tự nhiên buổi trưa tắt tiếng, buổi tối đi diễn, mà trong khi đó ý là cái đấy là cái điều bất khả kháng, mình không có thể nào mà mình làm được, show mình cũng không hủy được bởi vì mình phải đền hợp đồng, mà bây giờ giọng hát của mình thì cũng không lên, mình cũng không có biết làm cách nào hết. Một điều duy nhất phải đi tiêm, thì mọi người biết là bình thường là phải hay đi tiêm cái nó tiêm vào cái phần bên hông hông này thì là sẽ tiêm, ai mà bị nặng thì tiêm 2 mũi, ai mà bị nhẹ thì tiêm 1 mũi. Thì trong vòng khoảng tầm từ 4 đến 6 tiếng hoặc 8 tiếng đó thì cái giọng nó sẽ trở lại như bình thường và hát được. Nhưng mà sau đó thì nó lại tắt tiếng đi luôn. Tức là nó chỉ có tác dụng trong khoảng tầm từ 4 đến 8 tiếng như vậy thôi. Đó thì đấy là một cái khoảnh khắc mà em cảm thấy được rằng là đúng,
đây là cái mà mình đã chọn, nó chính là cái đam mê mà là xương máu đây. Đấy thì ý là em thấy là khi mà ca sĩ mà lên sân khấu ấy, để mà nói về hát live thì mình cố gắng làm tốt nhất cái ca khúc của mình, đẩy được cái cảm xúc đến cho quý vị khán giả. Chứ còn thực ra nhiều lúc á, ở trên sân khấu á, mọi người có những cái bài mà hát nó cảm xúc quá, nhiều khi mình cũng không kiềm chế được, mình dưng dưng, mình hơi khóc rồi nó cũng sẽ bị lạc giọng nữa mọi người. Thế nên đâm ra là rất là mong là quý vị khán giả hãy thông cảm cho những anh chị em nghệ sĩ như tụi em, bởi vì tụi em cũng không bao giờ là muốn lên sân khấu mà trình diễn một cái màn trình diễn mà nó hát phô hay là chênh hay là như thế nào cả. Luôn luôn là mong muốn là mang đến cho quý vị khán giả một màn trình diễn hoàn hảo nhất. Nó chỉ là do một vài lý do bất khả kháng hoặc là vì một chút gì đó liên quan đến cảm xúc của mình hoặc như thế nào đấy, thì rất là xin lỗi quý vị khán giả và mong là mọi người sẽ thông cảm cho tụi em. Chứ thực ra là ai cũng mong muốn là sẽ mang đến một cái phần trình diễn hoàn hảo nhất. Sản phẩm MV của các nghệ sĩ ở cái thời điểm hiện tại thì có thể thấy là phải đầu tư rất là nhiều. Nhiều người cũng nói là nó gấp nhiều lần so với trước đây. Vậy thì còn đối với bản thân Yến thì sao? Có phải là một cái số tiền tiền tỷ để mà đầu tư MV hay không? Bản thân Yến thì Yến thấy là từ Cánh Hoa Tổn Thương đến giờ ấy thì nó vẫn như thế à? Thì cái tầm mà mình, cái tầm tiền, cái tầm chi phí mà mình bỏ ra thì nó vẫn tầm tầm như vậy thôi. Nó hơn một tí kiểu kiểu như vậy thôi, chứ còn thực ra là Yến cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cái tinh thần của mình là cái chi phí nó sẽ phải như vậy rồi. Và cho tới cái thời điểm mà Yến cảm nhận được rằng là mình đã có đủ cái khả năng để mình chi trả cho cái dự án lần này, thì đó là lúc mà Yến bắt tay vô làm. Ừ, em xin lỗi. Nó có lên đến vài tỷ không? Thực ra là nó rơi vào khoảng tỷ, nhưng mà mình sẽ không nói bao nhiêu tỷ nhá. Nhưng mà mọi người cũng được biết đấy, là Yến từng chia sẻ là mình phải bán nhà để làm MV. Thì không biết là đến cái MV lần này thì có phải bán nhà tiếp là không? Là bán hết nhà rồi chị. Là bán hết nhà, không còn cái nào, còn duy nhất căn dưới nhà bè thôi đó mọi người. Là bán mấy căn rồi? Thì đó, có bao nhiêu căn rồi chứ, ở trên báo thì là bây giờ là bán từng đấy căn rồi đó. Bao nhiêu năm dịch mọi người nhớ không? 2 năm dịch là coi như là Yến không có show, không có gì hết. Đó là đã bán bao nhiêu căn rồi này. Đấy, mọi người cũng tự suy ra được nè. Rồi bây giờ vừa làm MV xong rồi bán bao nhiêu căn. Đấy thôi, hết rồi. Chẳng còn gì nữa. Bây giờ lại làm lại từ đầu nha mọi người. Hãy ủng hộ cho MV. Ừ, em xin lỗi nha. Nhưng mà mình có chơi tất tay quá không? Khi mà bán hết rồi không biết là mình sẽ lấy lại bằng cách nào? Trời ơi, chị Nhung ơi, em nghĩ nè. Mình làm ra được á, thì đến cái lúc mà mình cũng phải đầu tư một cách nó chỉnh chu và nó trọn vẹn cho cái sản phẩm âm nhạc của mình, thì lúc đấy kiểu cảm giác của mình nó mới đã. Chứ còn nếu mà mình làm ra một cái sản phẩm âm nhạc xong rồi kiểu mình chỉ thấy là nó hơi hơi được thôi mà nó cũng cũng ok á, mà kiểu đến lúc mà mình xem cái thành phẩm của mình mà mình không kiểu trời ơi thích quá, trời ơi sướng quá, thì em thấy là cái cảm giác đấy của người nghệ sĩ nó rất là quan trọng. Thế nên đâm ra là dù như thế nào, dù mất bao nhiêu tiền của hay là dù là có phải hy sinh bản thân mình đến mức độ như thế nào nữa, thì mình cũng sẽ vẫn phải cố gắng để có được một cái thành phẩm tốt nhất gửi đến quý vị khán giả. Và lần này nha, không chỉ có tiền nữa nha, em phải đi gọi là sao ta, dùng lời ăn tiếng nói của mình để nói với tất cả những anh chị, những người mà rất là thân thương đối với em, mọi người hỗ trợ em. Bởi vì lúc nào, lần nào thực sự là em cũng đi đâu em cũng nói mọi người, người em không có tiền đâu, nếu mà người thôi giúp em một tí đi. Đấy, thế là ai cũng giúp em một tí, thế ai cũng giúp một tí một tí một tí là thành giúp nhiều tí. Đấy, thế là cuối cùng là đỡ đi được bao nhiêu. Chứ không là em phải nói thực sự là, nếu mà để nói đúng thì cái MV này cái số tiền nó nhiều lắm, nó kinh khủng khiếp lắm. Nhưng mà có vẻ như là Yến cũng nổi tiếng với cái việc là hay đi ăn xin luôn đúng không? Nếu mà để mà nói thì đúng là như thế luôn đấy. Bởi vì thường á, là MV của em á, mọi người khi mà, kể cả những người ở team sản xuất luôn nha, chứ không phải là chỉ là diễn viên không đâu nha, kể cả những người ở team sản xuất luôn nha, là mọi người cũng đều làm rất là vì cái tâm luôn. Bởi tiền nó không, ý là em chỉ trả được có chút xíu vậy thôi à? Chứ còn bình thường lương của mọi người là phải tầm thường này này, kiểu vậy đó. Thế nhưng mà mọi người vẫn làm y chang đúng với những cái gì mà kiểu công việc của mọi người phải làm, có khi còn làm hơn cơ. Xong rồi kiểu diễn viên cũng thế. Lần này nhá, của anh nhá, là hôm trước đi diễn được từng đấy tiền đó, nhưng mà hôm vừa rồi đi livestream chung xong mất 5 triệu. Livestream xong chơi game thua là phải gửi em 5 triệu gửi em 5 triệu xong gửi luôn gửi luôn trên livestream. Xong rồi lúc về nhà em nhắn tin, em nói là
của anh ơi, thôi đưa chị số tài khoản đây để chị chuyển khoản lại cho. Thôi có chơi có chịu, ai làm thế đó. Đấy em lại đỡ được thêm 5 triệu của anh nữa. Nói chung là ý là mọi người kiểu em thấy là mọi người đối với em rất là tốt luôn, giống như kiểu mọi người làm vì chơi, vì giúp đỡ em, vì thương yêu em, vì muốn thấy em trở thành công, vì muốn thấy em trở nên thành công hơn á. Chứ không á, thực ra là em nói thật là đúng là công ơn của mọi người quá trời luôn, không thể nào mà đếm được. Rồi sau này khi mà mọi người ra sản phẩm thì cũng sẽ là... Dạ đúng rồi, đúng là tới lượt mình đó. Chuyện đấy là một chuyện rất là bình thường thôi. Mà thực sự là em thấy là kiểu lâu lắm rồi em không có ra sản phẩm âm nhạc. Đến thế xong rồi lúc mà đi nhắn tin nhờ các anh chị nghệ sĩ, rồi các bạn, rồi các em, mọi người quay dùng clip TikTok này, quay dùng clip cùng với mình này, rồi share bài cho mình nha. Trời ơi chị ơi, mọi người hưởng ứng quá trời luôn. Mà ý là kiểu lâu lắm rồi mình mới lại nhắn tin cho mọi người, hay là chỉ kiểu là lúc nào mà đi game show hay này kia thì mới gặp nhau thôi. Nhất là anh Lê Dương Bảo Lâm nha, em với anh Lê Dương Bảo Lâm là chưa bao giờ được đi chơi ở ngoài chung bao giờ. Nhưng mà đi game show là lúc nào cũng líu la líu lôi rồi đó. Mà xong rồi hôm em nhắn tin nhờ anh Lê Dương Bảo Lâm, anh ơi giúp em reaction cái MV này nha. Ok luôn. Xe. Đó, rồi đó là anh đi luôn. Dướng cái dây đầu vừa múa cho cố dướng cái dây đầu của chị, mà sao đạo diễn không cắt giùm nhỏ vậy, sao nón không đầu tư cho bạn mà được đội cái show vậy, trời đất ơi. Xong rồi em tới, xong rồi em tranh thủ em quay xong cái về dựng được một cái, xong là anh Lê Dương Bảo Lâm bảo là đấy cái bài hát này hay đấy, lần sau có gì cho anh mượn anh đi hát đó. Vậy đó. Ý vài điệu vui đó, thú vị. Hy vọng cái MV này mà phát hành xong thì Hoàng Yến có thể cho anh hát. Đừng có đánh bản quyền anh, đừng có đánh bản quyền anh. Bây giờ hôm nay thì anh cũng đi hát MV em ơ đồ, anh hát trường đại học để ơ đồ này nọ. Nhưng mà người ta thường nói là cái câu là showbiz không có tiền bạc, thì có vẻ câu này với Yến thì là không đúng lắm nha. Vâng đúng rồi, em không biết làm sao mà mọi người nói ở đâu mà showbiz không có tiền bạc, chứ đối với em là thực sự em thấy là ai cũng giúp đỡ em rất là tốt luôn, kể cả những người mà mới gặp một hai lần, hay là những anh chị nghệ sĩ mà chỉ đi game show chung với nhau, hay là những người mà chỉ nói chuyện ở trên điện thoại nhà, chưa bao giờ gặp nhau ở ngoài đời bao giờ, nhưng mà mọi người vẫn kiểu share cho em này kia các thứ, xong rồi mọi người đi comment, rồi mọi người cũng đưa lại cho em những cái lời nhận xét. Thực sự là kiểu em cảm thấy là em không biết sao ta, hay là kiểu em cũng nhỏ nhỏ trong showbiz ấy, nên đâm ra là kiểu mọi người thấy thương ấy, thấy cưng ấy, nên đâm ra là mọi người muốn giúp đỡ. Thì thực sự đây cũng là một cái lý do mà em cảm thấy rất là vui. Cảm ơn mọi người, cảm kích lắm ạ. Nhưng mà cũng có người nói là bây giờ bán nhà nhiều quá, hết nhà để bán rồi, thì những cái sản phẩm tiếp theo thì sao nhỉ? Thì giờ mình đi làm lại ạ. Đó, bây giờ sản phẩm này là mình bắt đầu cảm nhận được rằng là được sự hưởng ứng của quý vị khán giả. Em cho ra mắt được khoảng tầm 3-4 ngày rồi. Thì em thấy là cũng được nhiều cái sự hưởng ứng của quý vị khán giả. Và em thấy mọi người cũng rất là vui khi mà Hoàng Yến hát nhạc vui, hát nhạc có nhịp xíu. Thế nên đơn giản em nghĩ là những cái sản phẩm lần sau em phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bây giờ không bán nhà được thì mình làm chuyện khác. Bán đất? Không không, em không có đất, em không có đất nha. Bây giờ đi vay tiền bạn chẳng hạn, để em xem, em có mấy đứa bạn cũng ok lắm á. Vậy thì bây giờ chắc là mình thử hỏi mượn tiền ai đấy đi. Bây giờ à? Thử hỏi mượn tiền ai hả? Vì chuẩn bị cho sản phẩm tiếp theo nè. Từ đây để em xem ai đang nhiều tiền. Hôm trước em có nói qua với mọi người rồi. Đây để em hỏi. Đây rồi. Đây, Trang Hì đã quay trở lại. Alo. Tao đây. Cái gì? Ê, tao bảo này, mày có 100 triệu không? Cái gì vậy má? Ê, sao vậy? Thì ý là đang tính là nè, MV cũng ok rồi á, đang tính là kiểu đầu tư về social media thêm xíu á. Mà ý là tại vì hôm bữa giờ tao cũng đang bị ấy, nhưng mà tao bị kiệt tiền cho. Ôi hả? Vậy thì vậy thì bây giờ ở đây có bao nhiêu tiền không? Không, tại giờ đang tiền là tiền. Ý là ở trong đấy hết luôn rồi đúng không? Tiền bị trong hết, tao gửi trong sổ đó rồi. Hay mình gọi thôi được rồi đi. Tại vì biết sao không, tao đang cần gấp trong hôm nay mà tao gọi nãy giờ không. Mày có nhớ hôm trước tao bảo là lúc nào mà tao cần thì tao hỏi không? Thế bây giờ hỏi được ai không ta? Không biết, mày thương với ai mày hỏi. Tại vì bình thường tao chơi bạn bè tao cũng không hỏi mấy cái vụ đó. Tiền bạc tao để dành xong rồi tao này kia mà. Bữa giờ cũng đang bị kẹt cho
Trời ơi, khổ mà tăng. Mấy nay mọi người cuối năm bị nhiều vớp hay sao hay là bị gì á, cũng tao cũng bị hỏi mấy bữa nay nhưng mà tao không có, đang bị kẹt trong nè. Ok thôi được rồi. Ê, 10 triệu cũng không có hả? Ý là còn ít tiền để giữ dần ở trong tài khoản để xài linh tinh nè, chứ trong tài khoản bình thường tao không có giữ nhiều, tao chỉ giữ trong sổ thôi. Ok bè yêu, vậy lúc nào cần thì có thì tao nhắn ha. Ok vậy nha. Sắp gặp nhau rồi ha. Ok tao đang phỏng vấn á mày. Cái gì ý là tao đang phỏng vấn á, có thử thách gọi điện để vay tiền á. Tao nhớ là hôm trước tao còn nói với mày, nhưng mà thực lòng là như vậy đó nha. Hôm trước là tao nói đúng không nha? Cái chuyện này đã bị công khai rồi. Sự riêng tư của tao đã bị công khai rồi. Không sao đâu, mấy đoạn kia tao sẽ cắt hết, mày yên tâm. Không có mối liên hệ nào nữa. Tao cắt đứt với mày, đừng bao giờ liên hệ với tao nữa. Mày cho người ta biết là tao không có nổi 10 triệu trong tài khoản. Khổ quá. Trời ơi khổ quá. Bút xô em nha mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Ok, thank you nha. Ok. Rồi, bye bye bè yêu. Đó, qua câu chuyện này thì chúng ta cũng thấy được là Trang Hy cũng là một cái tên uy tín đúng không? Trang nói là bữa giờ cũng nhiều người mượn tiền rồi đúng không? Ừ, em ơi khổ thân quá đi mất thôi, cười chết thôi, tôi mất thôi. Biết sao, sắp tới là em chuyển về gần Trang Hy mà còn trung tòa luôn. Thế là ngày hôm vừa rồi em mình nhắn cho Trang Hy, em nói là Hy ơi Hy, cuộc đời mày sắp phải gắn liền với tao rồi. Thì đấy em sau em kể ra đấy như này ở tầng này rồi kêu đi đâu cũng không tránh khỏi con này. Thì thấy có tức không chứ. Những cái ngày vừa qua thì một cái thông tin nữa về Yến cũng được mọi người quan tâm rất là nhiều, đó là việc là mẹ không có còn quản lý sát về công việc nữa, mà thay vào đó là Yến có một cái ekip mới riêng cho mình. Thì cái khoảng khắc mà Yến nói với mẹ thì mình có phải chuẩn bị tâm lý nhiều không? Hoặc là lâu không? Tại vì từ xưa giờ thì mẹ lúc nào cũng theo sát vào một cái hình ảnh gì đó gắn liền với Yến. Dạ, thực ra cũng lâu. Yến nghĩ là chắc khoảng thời gian nó phải rơi vào khoảng tầm 6 tháng. Ý là cái lúc mà để mình nghĩ rồi, để mình nói chuyện với mẹ, rồi nói vài lần để cho mẹ hiểu, giống như là mưa dầm thấm lâu vậy đó mọi người. Chứ thực ra là tại vì mẹ cũng đi với mình rất là lâu rồi, và mẹ cũng quen với cái công việc mà đã là như thế rồi. Thế nên đâm ra bây giờ mà tự nhiên bảo mẹ không làm nữa thì sẽ buồn. Mẹ sẽ buồn, mẹ sẽ kiểu cảm thấy là con gái mình không cần mình nữa. Thế em rất là sợ là mẹ sẽ có cái suy nghĩ như vậy. Thế nên đâm ra là lựa lời, luôn luôn là phải tìm cách để lựa lời. Lâu lâu cũng có cái sự tranh luận một chút giữa hai mẹ con lắm, nhưng mà không đến mức độ là căng thẳng. Thế nhưng mà sau một cuối cùng thì là cũng vẫn đi đến được một cái kết luận là thì bây giờ mẹ sẽ đứng điều hành công ty thôi. Chứ còn mấy cái phần mà giống như là cái phần ở đằng trước á, thì sẽ có người khác lo cho con. Và mẹ em cũng ok với cái điều đó. Và đó, thì ý là bây giờ đấy em đầu tư mẹ còn bún thì cũng ok. Đấy, thế là cũng hợp lý, cũng bận rộn lắm, cũng vui vẻ. Thì em thấy là bây giờ là cái thời gian là gọi là ổn định nhất của gia đình rồi. Cũng có thể là tạm gọi là ổn định nhất của gia đình rồi. Cái lần đầu tiên mà nói với mẹ thì cái phản ứng của mẹ lúc đó như thế nào? Thì nói chung là mẹ em cũng ý là mẹ em không muốn nói ra đâu, nhưng mà mẹ em cũng biết ý rằng là kiểu đấy mấy lần, nói chung là cũng một khoảng thời gian rồi là Yến nó cũng bắt đầu là không có muốn mình đi chung nữa. Bởi vì chị biết nhiều khi mẹ đi chung á, giống như là kiểu mẹ cứ lâu lâu là mẹ lại sửa lại cái này tí, mẹ lại vén cái tóc cho cái, mẹ lại sửa lại cái kia xíu, xong mẹ lại hỏi uống nước không con, ăn không con, rồi lấy từng ly từng tí một ra chị. Rồi ví dụ có cái ghế nằm á, ví dụ đi làm đi, thì mẹ lúc nào cũng kiểu ngồi ở cái ghế đứng vậy đó. Xong rồi là mẹ kêu em là đây ghế đấy mẹ giải ra cho rồi đấy, nằm đi. Rồi đến buổi trưa đó, rồi ăn cơm là bắt đầu là mẹ đi lấy cơm ra, xong rồi để đến tận miệng cho mà ăn. Sợ mệt, sợ đi làm mệt nên mẹ rất là lo. Mà nhiều khi là mọi người nhìn vô thì mọi người lại thấy rằng là con bé đồng đạch. Con bé này được mẹ cưng chiều quá, nó không có tính tự lập, nó sẽ không làm được nhiều việc, nó không chuyên nghiệp kiểu vậy. Em rất là sợ mọi người sẽ nói em như vậy, nên nhiều khi em cũng thủ thỉ với mẹ, em cũng tâm sự với mẹ là mẹ ơi đấy,
Thì đấy, mẹ cứ làm như vậy là người ta sẽ thấy là nó không có được tốt cho cái hình ảnh của con lắm. Thế nên đâm ra là thôi, bây giờ con có trợ lý rồi, con có đấy thì con có mọi người xung quanh rồi, thì mẹ cứ để cho mọi người làm đi. Nói dần thì mẹ cũng ok. Nhưng mà từ cái lúc nào, khoảng thời gian nào thì Yến nghĩ là mình phải tách riêng ra, tự lập hơn? Thực ra là từ 3 năm trước rồi ạ. Từ 3 năm trước em nghĩ là không, chắc phải hơn đấy, chắc phải từ 4 năm trước, là từ lúc mà bắt đầu là đóng Tháng Năm Rực Rỡ xong. Đấy, lúc đấy là Tháng Năm Rực Rỡ là Yến nhà em á lại còn làm trợ lý cho em luôn, bởi vì lúc đó là chưa có trợ lý. Là đi đóng phim Tháng Năm Rực Rỡ là Yến là trợ lý luôn. Thì là vẫn là nguyên công ty là cây nhà lá vườn hết. Mẹ quản lý, đúng. Em trai thì làm trợ lý. Thế xong rồi đến lúc mà xong rồi đi xong cái phim đó xong về thì mình thấy là nó có rất là nhiều những cái thứ mà phải là cái người nào mà ở bên cạnh đồng hành cùng mình lâu á thì người ta mới làm được. Chứ còn Yến thì tại vì là giống như nhân viên thời vụ vậy chị. Lâu lâu mới đi làm chị một lần gì đó. Thì nhiều khi cũng không thể hiểu ý mình. Với thực ra là em trai mình nữa, mình cũng nhiều khi mình cũng thương nữa chị. Đâu phải là lúc nào mà mình cũng kiểu mình cũng nhờ rồi mình cũng nói nó được đâu. Em nói chị nghe, nhiều lúc đi quay Tháng Năm Rực Rỡ á, khổ chết đi được. Buổi đêm ý, em phải quay đêm. Ôi, Tiến nó mệt, nó ngủ. Em đâu dám gọi. Em đâu dám gọi, thế nên đâm ra là lúc mà lấy nước mình cũng phải tự lấy. Lúc lấy áo mặc mình cũng tự lấy. Rồi đi thay đồ mình cũng tự thay. Rồi đến lúc sáng dậy nó kêu, ủa chị quay xong hết rồi hả? Đó, kiểu vậy đó. Thì tức là ý là tại vì em mình mà. Nên đâm ra nhiều khi mình cũng mình cũng khó nói nữa. Nhiều khi mà lúc mà nó làm sai, em rất là khó để mà cọc lên với nó. Đó, thế nên đâm ra em nghĩ là thôi, bây giờ mình tìm một cái người nào mà ở bên cạnh mình, kề cạnh mình gần như là 24/7 luôn. Để làm trợ lý cho mình. Cái thứ nhất là để cùng mình chia sẻ công việc. Và cái thứ hai cũng như là một người bạn để tâm sự bầu bì, tâm sự bầu bạn. Giống như một người bạn để tâm sự vậy thôi. Nhưng mà không đồng hành trong cái công việc đã đành, nhưng mà Yến bây giờ là còn ở riêng luôn, không ở chung với mẹ nữa. Thì cái việc mà không ở chung với mẹ nữa thì mẹ có phản ứng như thế nào? Không, thực ra số Yến thì là số xa nhà. Nên đâm ra là phải xa nhà thì mới làm được việc. Chứ còn mà cứ ở chung với mẹ thì không làm được gì hết. Và thực sự là như vậy. Ở nhà mẹ sướng như tiên luôn mọi người ơi. Em nói thật là đúng là em mà lấy chồng em phải lấy ai mà cho em ở gần nhà với mẹ, chứ không thể nào mà ở xa được. Bởi vì buổi sáng nhá, em ở nhà nhá, là sáng ngủ dậy là vừa tỉnh mắt ra là con ăn chưa, để mẹ làm đồ ăn cho. Nó chưa có sẵn ở dưới nhà rồi, là chỉ cần bước chân xuống nhà là ăn. Ăn xong là chỉ cần bê bát vô cái chỗ dọn đấy thôi. Là tại vì bình thường nhà em sẽ có cái chị giúp việc, chị tới dọn theo giờ. Xong rồi lại lên nhà nằm. Lên nhà nằm, xong rồi nằm ngủ, xong đến trưa xuống lại có cơm ăn. Cơm ăn, ăn xong lại dọn, dọn xong lại lên nhà nằm. Xong lại ngủ, ngủ đến tối ăn, ăn xong lại dọn, dọn xong lại ngủ. Tức là ở nhà là gần như là em không hề làm cái nhà em ở dưới chỗ nhà bé chị, như cái villa nghỉ dưỡng của em vậy đó. Là lúc nào mà em đi làm mà thật là mệt, bắt đầu nhớ mẹ quá lạ. Là về nhà đó, là về thăm mẹ. Nói về thăm mẹ thôi chứ về làm nũng mẹ là chính, chứ thăm gì, chả chăm sóc được mẹ cái gì, và mẹ chăm lại không mà. Nhưng mà thực sự là đúng là cái cảm giác mà khi mà mình ở riêng xong rồi mình có nhiều những cái thứ áp lực mình phải tự chịu á, đến lúc mình về nhà mình mới quý cái giây phút mà được ở nhà. Với cả những lúc như thế á thì mẹ em mới nhớ em, chứ còn em ở nhà nhiều mẹ em cũng hay kiểu ui giời ơi nhí mặt mày thì ghét đó. Xong rồi là lâu lâu em đi thì em trai em cũng nhớ, kiểu lâu lâu còn nhắn tin này, chị ơi mấy nay sắp xếp về nhà đi, em nhớ chị quá. Chứ ngày xưa là trời ơi cứ suốt ngày đánh nhau như chó với mèo, không bao giờ mà cảm thấy nhớ em hay gì hết, em thấy cũng được. Nhưng mà ở nhà như vậy, mẹ chiều như vậy thì có bao giờ cãi lời mẹ không? Thực ra em nghĩ là trong cuộc đời này thì chắc là cũng số nhiều đấy, là ai cũng phải cãi ba mẹ một vài lần. Thì cái hồi nhỏ thì em hay cãi, lớn lên bớt rồi. Từ ngày xưa nhiều khi nhiều lúc cãi mẹ xong, mấy lúc mà yêu người yêu ấy chị, mấy lúc mà cãi mẹ về kiểu là mẹ nhìn anh này chắc chắn là không được đâu nha, xong cứ cãi cứ yêu cứ đâm đầu vào yêu xong mà xong rồi đấy cuối cùng xảy ra là có được cái gì đâu. Thế rồi cuối cùng là cũng vẫn phải nghe lời mẹ. Thế nên đâm ra là từ cái giây phút mà khoảng tầm 18 tuổi trở đi á, là gần như là mẹ em nói cái gì em cũng không bao giờ say no. Thì là bởi vì là cái thứ nhất là em nghĩ là mình
sống tới tầm này rồi. Nói làm tầm... giống như là già lắm rồi. 18 tuổi là cái giây phút mà em nhận định là ngay cái giây phút đó là mình là phải trở thành cái trụ cột chính của gia đình luôn. Đúng cái giây phút mà 18 tuổi đó luôn. Mà xong rồi cuối cùng là ý là kiểu em cảm thấy được rằng là mình phải có trách nhiệm. Đúng là mình phải có trách nhiệm luôn. Vừa với ba, vừa với mẹ, vừa với em. Thì đó là lý do vì sao mà mình càng ngày càng phải cố gắng. Trong các cái dự án âm nhạc hay là trong những cái sản phẩm của mình thì bố có gửi lời động viên hay là bố con có chia sẻ với nhau như thế nào không? Thực ra thì ba cũng có cái cuộc sống riêng ở ngoài Hà Nội rồi. Thế nên năm nay Yến với cả ba thì cũng ít chia sẻ. Tức là giống như ngày xưa ấy, thì có nói rất là nhiều và gần như là Yến không có nói chuyện nhiều với mẹ bằng ba. Tức là gần như là tất cả những cái câu chuyện mà hồi nhỏ ấy, mà kiểu là mình đi học về như thế nào hay ra làm sao là gần như là Yến sẽ kể với ba nhiều hơn. Và thường thì Yến thích cái giây phút ở bên cạnh ba nhiều hơn là mẹ. Tại ngày xưa thì là mẹ đi làm rất là nhiều, chứ sáng đi rồi tối về. Còn ba thì là cứ trưa về là nấu cơm cho mình ăn, rồi tối về là nấu cơm cho mình ăn. Tại cái xưa ba em là giống như là vừa đi làm vừa làm nội trợ trong gia đình vậy đó. Còn mẹ là đi kiếm tiền là may váy rồi này kia, xuống xưởng rồi này nọ, là xuống tối mịt mới về nhà. Đó thì là cái thời gian mẹ em ở với ba là nhiều hơn. Thế nên đâm ra là em thấy là em rất là tình cảm với ba em luôn á. Thế nên đâm ra là lớn lên dần á thì lại tình cảm với mẹ nhiều hơn, bởi vì ở với mẹ nhiều. Nhưng mà thì ba cũng hỏi thăm cũng này kia, nhưng mà ý là không thể nào mà chi tiết như cái ngày xưa mà mình ở cùng với nhau được. Nhưng mà cái khoảnh khắc mà mình biết được là ba với mẹ mình không có còn cùng quan điểm rồi, không có còn ở chung với nhau nữa, thì lúc đó ý như thế nào? Trời, hôm đấy em sốc lắm chứ bố. Hôm đấy sinh nhật tuổi 18 luôn á. Đúng ngày 8/12 luôn, năm 2012 hay là 2011 gì đó em không nhớ, đúng 18 tuổi. Trời ơi, cái buổi tối tưởng là cả nhà cùng nhau đi ăn sinh nhật chứ. Đâu về thấy mặt ba mẹ ai cũng hầm. Rồi xong là biết có chuyện liền. Rồi đó. Rồi thế là cuối cùng là xảy ra. Trời ơi, ngày hôm sau là như là một cái thế giới nó im lặng. Trời ơi, nó lạnh người luôn á. Nhưng mà thôi, nói chung là nó cũng qua rồi. Thì bây giờ ai cũng vượt qua được rồi. Đến hiện tại khi mà Yến quen một người đàn ông nào đó thì mình có bị ảnh hưởng bởi cái chuyện gia đình mình không? Thực ra thì lúc mà Yến yêu thì Yến nghĩ là yêu sao cũng được, như thế nào cũng được, bởi vì là cái lúc đấy là mình mới chọn để yêu thôi. Chứ còn đến cái lúc cưới thì Yến nghĩ là đến cái lúc mà mình chọn cái người đàn ông mà sẽ cùng mình đi đến hết cuộc đời, Yến nghĩ là lúc đấy thì mình mới bắt đầu suy nghĩ đến cái vấn đề, những cái tình huống đã xảy ra trong gia đình của mình. Để mình bắt đầu coi và nhìn nhận thử xem cái người đàn ông ở bên cạnh mình lúc mà mình yêu và tìm hiểu người ta, thì người ta đã, ý là mình có thể ở bên cạnh người ta và chịu đựng và chấp nhận, cũng như là chia sẻ những cái điều mà có thể là những cái tật xấu, những cái điều mà là những cái giống như là mình có thể chia sẻ được hết những cái nỗi niềm, những cái tâm tư, tình cảm mà người ta giấu ở trong á. Thì em nghĩ là đấy, tức là đến cái lúc nào mà cưới á thì em mới xác định. Chứ còn bây giờ yêu á, tại vì mình vẫn còn đang yêu mà mình còn đang bay bổng mà, thôi kệ nó, cứ để cho nó bay bổng đi. Khi nào mà có ai đó cầu hôn em á thì em mới xác định đến cái chuyện rằng là đấy, thì trước đó gia đình em đã có những cái điều như thế này xảy ra rồi. Thì nếu là anh ý thì anh sẽ xử lý như thế nào với những cái tình huống như thế này? Rồi anh sẽ có bao giờ để cho nó xảy ra không? Rồi mình sẽ nhìn nhận từ cái câu trả lời đó của người ta và về lại cái đằng trước, lúc mà người ta yêu mình người ta như thế nào. Rồi sau đó mới đi đến kết luận. Tại vì em thì em thường là yêu thì yêu sao cũng được, yêu nhiều cũng được, yêu sao cũng được, nhưng mà lấy người thôi. Dù là nó có không đúng lắm ấy thì cũng vẫn sẽ là người đấy thôi, bởi vì em không có muốn là sau này mình sẽ ly hôn hay gì cả. Cái vấn đề là em thấy là để cho con cái nhìn thấy cái cảnh đấy á, nó ảnh hưởng tinh thần rất là lớn. Cái riêng bản thân em thôi là em cũng đã thấy là nó đã quá nhiều cái sự chịu đựng rồi. Nên là không nên để cho những đứa con của em để xảy ra cái tình trạng đó. Em rất là mong muốn là nó sẽ không xảy ra cái tình trạng như vậy. Tuy nhiên nhiều người cũng sẽ nói là khi mà yêu một người nào đó, lấy một người nào đó, nếu mà không lấy về cảm thấy không hợp nhau, hoặc là
có xảy ra quá nhiều mâu thuẫn thì không nên là vì bố mẹ mà để ảnh hưởng tới con cái. Thì người ta nói là nhiều khi hãy giải thoát cho nhau đi, thì đôi khi là sẽ tốt hơn cho con cái. Thì Yến nghĩ về cái quan điểm đó như thế nào? Thì tùy đấy, tại vì tùy quan điểm cá nhân của từng người thôi. Đối với riêng bản thân Yến thì Yến thấy là nếu mà tại vì là không có thể nào mà chung sống với nhau được nữa ấy, thì giải thoát cho nhau đấy là điều đúng đắn. Nhưng hãy chờ cái khoảng thời điểm khi mà con mình lớn hơn, con mình bắt đầu có cái sự suy nghĩ chín chắn hơn. Đấy, Yến nhá, bản thân Yến là người mà 18 tuổi mới xảy ra cái vấn đề này. Mà Yến còn mất phải khoảng tầm 4 đến 5 năm để có thể có được cái suy nghĩ rằng là à, chắc chắn là ba mẹ mình sẽ không thể nào quay trở lại nữa. Chứ còn trước đấy là Yến vẫn luôn nghĩ là mình cố gắng đi làm một thời gian đi, xong rồi mình thôi mình đón ba vào đây luôn. Thế xong rồi như thế nào đấy, rồi mình tạo tình huống hay mình gì đó để cho ba mẹ còn có cơ hội mà quay trở lại. Bởi vì ngày xưa ba mẹ em á, là gọi là đối với em là kiểu em chỉ muốn lấy cái người chồng nào mà y chang ba em thôi. Cứ ngày nào ngày lễ ngày Tết nhá, là về đến nhà một cái là sẽ thấy tất cả ở trong nhà là tầng nào cũng sẽ có bình hoa. Tầng nào cũng sẽ có bình hoa. Và về đến nhà là mẹ về nhà là cơm nước đầy đủ này kia các thứ hết. Nói chung là mẹ thì ý là mẹ đi kiếm tiền thì mẹ kiếm nhiều hơn. Nhưng mà ba cũng kiếm tiền, nhưng mà ba cũng biết chia sẻ cái công việc ở trong gia đình. Nói chung là mẹ đi làm về muộn thì như thế, nhưng mà buổi sáng mẹ dậy ấy, là mẹ vẫn chăn gối này kia các thứ, rồi quần áo mẹ gấp gọn gàng đầy đủ. Tức là ba mẹ rất là san sẻ cùng với nhau. Và cái thời gian mà kiểu em được nhìn thấy ba mẹ em hạnh phúc á, nó vẫn còn ở trong này rất là lâu. Và kiểu nó em nghĩ là nó sẽ không bao giờ mà nó xóa lu mờ được. Thế nên đâm ra lúc nào trong trái tim em cũng rất là mong muốn ba mẹ quay lại. Cho tới cái thời điểm là khoảng tầm 2-3 năm vừa rồi ấy, thì em mới nghĩ là chắc chắn là cái điều đấy nó không thể xảy ra được nữa. Đấy, chỉ vậy thôi. Thì em nghĩ là tùy thôi, tùy từng trường hợp để mà mình suy nghĩ. Nhưng mà đối với riêng bản thân em ấy, thì em sẽ cố gắng để là lấy thì lấy một chồng thôi. Không có ly hôn, không có gì hết. Nhỡ mà có để xảy ra vấn đề ly hôn thì yên tâm, mẹ em đã nói rồi, lấy chồng mà không được về tao nuôi. Nhưng mà mẹ có một cái lời khuyên gì cho em không? Khi mà cái mẹ cũng đã giống như là không có được hạnh phúc trong hôn nhân. Đấy, mẹ em khuyên đó. Đấy, tao thế đấy, mày nhìn mà học tập. Đó, ý là đấy, mẹ đã có một cái vết ngã như vậy rồi thì đấy, con nhìn đi để mà tránh ra lần sau đừng có thế nữa. Thì kiểu cái cách mẹ em nói chuyện ấy thì thường là hay kiểu lúc nào mà hay tâm sự thì mẹ con nói nhiều lắm. Nhưng mà lúc nào mà kiểu cần gì đó thì mẹ kiểu đấy, trước mặt rồi đấy, còn chưa học được hả? Đấy, kiểu là như thế. Nhưng mà có Yến có làm một cái hành động nào đó, hoặc là có một cái tạo một cái tình huống cụ thể nào đó để mà giúp bố mẹ hàn gắn không? Thực ra thì chưa có cơ hội luôn chị. Chưa có cơ hội để làm cái điều đó luôn. Bởi vì là thực ra là tại vì giống như kiểu mình đang yêu nhau xong mình chia tay đi thì mình cũng phải có khoảng thời gian để mình nguôi ngoai, đúng không? Đấy, thế xong rồi mình nguôi ngoai xong thì mình mới bắt đầu tìm cách để mà mình tìm cách mình quay lại với nhau, đúng không? Nhưng mà nguôi ngoai xong cái ba lấy vợ mới mất tiêu rồi. Đó. Thế nên đâm ra là cái đấy nó cũng là một cái mà giống như hôm trước em cũng có chia sẻ ở một bên là sau này ở trong đám cưới em á, thì em rất là buồn cái chuyện rằng là nếu mà có mẹ thì không có ba, còn nếu có ba thì không có mẹ. Em rất là buồn cái chuyện đó. Bởi vì ai mà không muốn có cái cảnh mà kiểu hai gia đình ở hai bên đều cùng lên. Xong rồi ý là kiểu là bố là người dắt tay mình lên, đúng không? Chứ thường thường thì bố sẽ là người kiểu dắt tay mình lên rồi đưa cho người con trai là con rể kiểu đấy. Thì tự nhiên bây giờ là mẹ mình đưa lên dắt thì nhìn nó kiểu nó không mạnh mẽ bằng bố kiểu thế. Nhưng mà thực ra thì đối với riêng bản thân em thì trong những năm vừa rồi ấy, thì mẹ em đúng là vừa là bố vừa là mẹ luôn. Mẹ em, nói chung là mẹ em ảnh hưởng đến tinh thần của em rất là lớn. Nhiều lúc mà em kiểu mệt lắm, em áp lực lắm, em nhắn tin cho mẹ, em kiểu mẹ hôm nay em Yến mệt quá, hôm nay em Yến áp lực quá. Thế xong mẹ em sẽ kiểu về đây mai ta nấu cho bác cháu ăn. Đấy, xong rồi kiểu trời ơi, có mấy cái gì đâu mà cứ suốt ngày buồn cái gì, mai lấy sức mà làm việc đấy. Mẹ em là cứ luôn là kiểu như thế. Thế nên ba em thì cũng tình cảm, nhưng mà kiểu giờ thì ở xa ba rồi, thế nên đâm ra là không còn được tình cảm như ngày xưa nữa. Thì chỉ có đúng một cái điều tiếc nuối là em tiếc là
nếu mà bây giờ mình mà đám cưới thì lại không có đầy đủ ba mẹ kiểu vậy thôi. Chị nghĩ là bây giờ cái chuyện mà giữa hai gia đình bố hoặc mẹ không có còn đi chung đường với nhau nữa, nhưng mà đến ngày vui, ngày hạnh phúc của con cái thì vẫn có thể là góp mặt và chung vui với con mình mà. Em không biết nha. Cái đấy là tùy thuộc vào cảm xúc của ba và mẹ em ấy nha. Đấy thì phải hỏi ý kiến của tức là của bây giờ thì là vẫn căng. Bây giờ thì nói chung là không căng, nhưng mà nói chung là cũng không có ý định gặp mặt nhau. Thôi, mình quay trở lại vấn đề vui vẻ hơn một chút đi. Đúng rồi. Vậy thì Yến có một cái suy nghĩ như thế nào về Gen Z hiện tại trong Vbiz? Cho Yến thấy mọi người rất là giỏi. Từ cái suy nghĩ cũng như là cái cách mà mọi người thể hiện cái cá tính của mình á, rất là rõ nét luôn. Và Yến thấy mọi người rất là tự tin, Yến rất là thích cái cảm giác đó. Và Yến cũng đang trên cái con đường mong muốn mình trở nên tự tin như vậy. Mình phải có được cái sự tự tin thì mình mới làm được tất cả những cái điều mà mình mong muốn. Và khi mà mình tin mình sẽ làm được ấy, thì chắc chắn mình sẽ làm được. Cái điều này là điều mà đã kiểm chứng nha mọi người, chứ không phải là không nha. Mình cứ ngày đêm mình tin là mình sẽ làm được đi. Mình tin mình làm được là mình sẽ chắc chắn làm được. Giống như Yến á, trước khi quay MV này là khoảng tầm 2, 3, 4 tháng thì đó đi, là không hề có một đồng tiền nào luôn. Không hề có một đồng tiền nào để chuẩn bị quay MV hay như nào luôn. Nhưng mà luôn luôn trong lòng là nghĩ là chắc chắn là mình sẽ quay được MV, chắc chắn là mình sẽ quay được, dù như thế nào mình cũng sẽ quay được. Thế là tự nhiên đến cái ngày chuẩn bị quay MV một cái là có đầy đủ số tiền đấy. Mọi người đi làm brand này kia các thứ là bắt đầu trả về, là bắt đầu có tiền rồi, bắt đầu tiền công ty này kia các thứ đấy. Rồi tự nhiên đúng đến ngày đấy một cái là em có đủ tiền để em làm tất cả mọi thứ. Mà kiểu em thấy là giống như là nếu mình có niềm tin thì chắc chắn mình sẽ làm được. Mọi người cứ tin tưởng vào bản thân mình, yên tâm, không sao hết. Nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng cái MV vừa rồi thì nó có cái màu sắc nó hơi giống với lại cái MV Anh Sai Rồi Em Xin Lỗi Em Đi của Chibu. Tức là ở đây của Yến là em xin lỗi thì cũng giống như một cái thái độ là em sai đấy, nhưng mà vẫn cứ như kiểu là em xin lỗi thôi chứ em không có thừa nhận cái sai của mình. Thì thực ra Yến thấy cái thái độ đấy nó là thái độ chung của tất cả con gái cũng như là phụ nữ mà, đúng không? Thế nên đâm ra là dù là em sai rồi anh xin lỗi em đi hay là em xin lỗi được chưa, thì cũng chỉ mong muốn là mọi người đàn ông là hãy yêu thương và chở che bao bọc cho người con gái để con gái sẽ không nói lên những cái câu như vậy. Thì Yến nghĩ là tất cả dù là MV của chị Chi hay MV của Yến thì đều mang một cái ý nghĩa là mong muốn là mọi người thấy được cái tính cách của con gái là như vậy đó. Và bây giờ thì một là mọi người chấp nhận, hai là mọi người chịu thua kiểu vậy đó. Thì Yến nghĩ là cũng không sao đâu, bởi vì thực ra là nội dung thì có thể giống nhau nhưng mà cái cách truyền đạt đến mọi người ấy thì nó sẽ khác. Yến nghĩ là hình ảnh của Yến và hình ảnh của chị Chi nó cũng khác hoàn toàn so với nhau nữa. Thế nên đâm ra là thôi tùy, đấy là tùy mọi người thôi. Rồi, hiện tại thì cái vấn đề phong sát ở một số nước nó cũng rầm rộ lên rất là nhiều, với những nghệ sĩ mà vi phạm về vấn đề đạo đức. Thì với Yến suy nghĩ thì Yến có thuộc cái trường phái là miễn là người ta có tài năng được rồi, còn những cái vấn đề khác thì mình không quan tâm, hay là mình cũng sẽ là người không có ủng hộ những cái hành động mà nó sai trái hay là nó vi phạm đạo đức? Thực ra đối với riêng bản thân Yến á, thì tất nhiên là khi mà người ta làm một cái điều gì đó thì người ta cũng sẽ vẫn có cái lý do riêng của mình. Thế nhưng mà một khi mà nó đã phạm vào cái việc rằng là nó liên quan đến cái sự đúng sai, cũng như là liên quan đến vấn đề nhân phẩm và đạo đức ấy, thì Yến nghĩ là nó cũng là một vấn đề khá là quan trọng. Và nghệ sĩ, khi mà mình muốn trở thành một người nghệ sĩ thì điều đầu tiên mình có tài năng là điều chắc chắn. Điều thứ hai, mình phải có phẩm chất nữa. Mình phải đi làm đúng giờ, gặp các anh chị lớn mình phải chào, ý là mình phải biết trên biết dưới, mình phải nói chung là cái cách đối nhân xử thế của mình với mọi người cũng vậy, và cái đời sống cá nhân của mình nó cũng phải vậy nữa. Thế nên năm nay Yến nghĩ là một người nghệ sĩ thì khổ đấy mọi người ạ, rất là khổ, không thể nào mà có thể có được một cái ngày mà mình sống như người bình thường được đâu. Đôi lúc mình sẽ không thể kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Thì thực ra là mấy cái đấy thì nó là chuyện riêng của từng người. Thế nên đâm ra Yến cũng không có xen vào, bởi vì mình không phải là người ta nên mình không có biết.
Mà Yến nghĩ là để mà có thể trở thành một nghệ sĩ mà được quý vị khán giả trân trọng và yêu quý thì mình sẽ cần phải vừa có tài năng và vừa có đạo đức. À, trong chương trình thì sẽ có một phần gọi là phần phút giải oan. Thì không biết là trong quá khứ Yến có những cái khúc mắc hay là có những cái hiểu lầm nào mà mình chưa thể giải đáp trước mọi người không? Khúc mắc thì trong lòng mà chưa bao giờ nói ra được á hả? Ừ. Thì nói chung là khúc mắc trong lòng hả? Hoặc là có những cái tin đồn gì đấy mà nó không đúng về mình. À, tin đồn yêu đương. À. Vâng. Thì ý là nhân đây Yến cũng xin muốn nói với quý vị khán giả luôn là tất cả những tin đồn ở trên báo ấy thì thường là về cái vấn đề yêu đương của Yến thôi nha. Về vấn đề yêu đương thôi nha. Thì thường là Yến thấy nó không đúng lắm. Bởi vì là lâu lâu Yến cũng hay up hình, ý là không có up hình cả mặt nhưng mà ý là cũng up hình là mình đang có tình yêu này mọi người, mình cũng đang yêu anh này nè. Thế nhưng mà cũng chẳng thấy ai quan tâm hay là hỏi han hay gì hết. Xong cứ lâu lâu thấy mọi người giật tít báo là một list dài tên bạn trai. Rồi mình nhìn vô mình kiểu ủa, có nhiều người mà kiểu chị Nhung em mới gặp có một hai lần thôi nha. Cũng cho vô tên danh sách người yêu Hoàng Yến Chibi nữa. Nhưng mà ý là lạ nha, nhiều lúc em đọc cái danh sách đó xong em thấy là gu của mình chính ra cũng tổng hợp ấy chứ. Tức là rất là nhiều những người khác nhau luôn á. Là cao có, xinh xinh có, đẹp trai có, sáu múi có, rồi này kia các thứ đó. Vậy đó, nhưng mà thực ra thì đúng thật em là một người không có gu. Tức là đúng, cứ ai mà chạm đúng đến cái khoảnh khắc của trái tim này cái là yêu liền à. Thế bây giờ thì có một cái tiêu chuẩn nào đó chưa? Không, em chẳng có tiêu chuẩn gì cả. Bây giờ yêu thôi mà, lúc nào mà em xác định cưới ấy, thì em sẽ nói chị tiêu chuẩn của em, chứ bây giờ thì chưa. Yến có dự định là mình bao nhiêu tuổi thì sẽ kết hôn không? Mẹ em cũng không có quan tâm đến vấn đề này lắm nên em cũng không quan tâm lắm. Mẹ cũng không nhắc nhở là không. Mẹ em là không có dục lấy chồng. Rồi gia đình em cũng thế nữa, từ bà ngoại em nha, rồi các bác em nha, rồi ông, rồi nói chung là tất cả mọi người họ hàng em á, là anh chị luôn, không một ai dục em lấy chồng hay là gì. Mọi người chỉ có hỏi là ơi, bao giờ Yến ra dự án mới, bao giờ Yến đi ra Hà Nội hát, hay bao giờ thế này thế kia, không bao giờ hỏi bao giờ em lấy chồng luôn. Thế nếu mà lấy chồng muốn có bao nhiêu đứa con? Ôi em nghĩ là ít nhất phải 3 đứa. Em sẽ đẻ 3 đứa. Mình phải cố gắng đi làm bây giờ nè, em tính cái thời gian mà em đi làm luôn nha. Tức là trong cái khoảng thời gian mà em hoạt động nghệ thuật nhá, thì một nửa cái khoảng thời gian đầu em sẽ dành hết tất cả những cái gì mà em có cho mẹ em, cho em trai em, cho ba em, đúng không? Một nửa khoảng thời gian sau là cái phần mà mình bắt đầu là có một chút của ăn của để rồi đó. Thế là mình sẽ bắt đầu để dành cho con mình. Đấy, thế là mình một công đôi việc. Mình chia nửa của đời mình ra. Đấy, một phần là cho gia đình lớn, một phần cho gia đình nhỏ. Thế là hết đời rồi. Nhưng mà có vẻ cũng là một người phụ nữ truyền thống quá đúng không? Vâng, em thì là nếu mà một khi mẹ em lấy chồng là em nghĩ em sẽ trở thành một người phụ nữ của gia đình. Em rất thích dọn dẹp nha chị. Nguyên một cái đợt dịch ở nhà nhá, em chỉ là người cọ từng cái toilet một. Mà chính vì việc cọ toilet đấy thôi mà em giảm 4kg luôn. Đó, mà nguyên một đợt dịch ở nhà không ai giảm ký được, chỉ có một mình em. Em giảm được 4kg luôn, ai cũng đi hỏi em bảo chỉ có một lý do duy nhất, dọn nhà vệ sinh. Tại sao lại phải... Chị, em không biết mọi người có bị không, nhưng mà em làm một khi mà em đã dọn nên là giống như kiểu là em dọn cực kỳ kỹ luôn. Tức là từng ly từng tí một. Cái chỗ đấy mà nó kiểu hơi vàng một xíu hơn so với mấy chỗ khác thì em cũng không chịu nữa. Đó là một năm thì em dọn có 2-3 lần nè. Ý em á, thì một năm em dọn có 2-3 lần nên lần nào em dọn cũng rất là chi tiết luôn. Ấy thì là cái đợt đó là, tức là em bị stress đến cái mức độ là nhỡ mà đâu đó thấy một cái vết ố vàng ở trên nhà vệ sinh là em cũng không chịu được. Thôi em nghĩ là vì là dọn nhà vệ sinh và stress vì cái vấn đề đó nên nó tiêu hao năng lượng của em, và đó là lý do vì sao em gầy. Nhưng mà ở nhà thì bình thường á, mẹ lo cho từng tí rồi nấu ăn này kia hết cho rồi, thì có ở nhà có biết nấu ăn không? Có chứ chị, em với chị cũng biết làm, chỉ là em không làm thôi. Thật nhá, bây giờ ra ở riêng nhá, lâu lâu, ý là lúc nào mà hôm nào mà chị giúp việc nhà em bận nhá, em vẫn phải tự làm, bởi vì em nuôi 4 con mèo lận. Em nuôi 4 em mèo lận, thế nên đâm ra là chúng nó rất là người
lông bay tứ tung khắp nhà luôn. Rồi ý là giặt quần áo em cũng biết giặt, quét nhà em cũng biết quét, nấu ăn thì cơ bản thôi nha mọi người. Ví dụ kho tộ hay cái này cái gì thì mình mua gia vị sẵn về mình cho vô. Đó. Thế tức là lẩu với cái thứ là em cũng nấu được hết. Nói chung là em là một người phụ nữ của gia đình, yên tâm, ai mà lấy em thì chắc chắn là sẽ không cần phải lo lắng về cuộc sống của gia đình đâu. Lo lắng cho sự nghiệp thôi là được rồi. Rồi, vậy thì bây giờ có một vài cái tin đồn thì xem là Yến sẽ nói gì về những cái tin đồn đó nha. Dạ. Dù là sở hữu một cái nhan sắc xinh đẹp như vậy rồi nhưng mà vẫn có cái tin đồn là Yến là phải phẫu thuật thẩm mỹ rất là nhiều mới được xinh như hiện tại, thì Yến sẽ nói gì? Rồi. Giúp em cái. Em bây giờ thực sự rất là đang muốn đi cắt cho hai cái mí nó đều nhau đấy, bởi vì hai cái mí em nó không đều. Một bên nó to, một bên nó nhỏ ấy. Với cả nhiều lúc mà kiểu dán mi xong này này, thế xong rồi nhiều khi nó hay bị sưng mắt á. Thế là tự nhiên một bên sưng rồi một bên mí to rồi to, một bên thì mí kiểu ba cái đường mí cắt này này. Thì nhiều người nói là mí em là mí làm rồi, nhưng mà em thực ra là em rất muốn đi làm, là bởi vì là hai cái mí này của em không đều nhau. Người ta gọi là con đậu con bay. Tức là mình tự tin là nhan sắc là 100% là tự nhiên. Đúng rồi, mọi người có thể qua Facebook mẹ em để thấy cái mũi nha. Cái mũi từ đâu ra nha. Còn với cái tin đồn là mình có đại gia phía sau cho nên là mới mua được nhiều nhà như thế. Em chỉ là đại gia của em đây. Đấy mọi người, mấy cái nhiều nhà thế là đã vô mấy cái MV rồi đó mọi người. Mọi người có thể thấy tiền nó không có mất đi hay nó không có tự nhiên nó mất tích, mà nó chỉ chuyển từ cái phần này qua cái phần khác thôi mọi người ạ. Đấy. Bây giờ trong chương trình thì sẽ có một phần là chiếc gương thần kỳ. Ở đây sẽ có một chiếc gương. Giờ Yến cầm chiếc gương này lên. Dạ. Dạ. Rồi sao? Ôi, trộm vía hôm nay cũng xinh phết. Từ sáng giờ em còn chưa coi nữa. Bình thường ở nhà có hay soi gương không? Dạ không. À. Vâng. Em không phải là một người con gái luôn ý. Em không hề hay soi gương, không hay trang điểm luôn. Xong rồi cũng không hay xịt nước hoa luôn. Ở nhà em phải có khoảng tầm 10, 11, 12 chai nước hoa. Nhưng em lại không bao giờ xịt nước hoa. Lâu lắm em ra đường mà lúc nào em thấy mà trang trọng á là em sẽ xịt nước hoa. Giống như hôm nay chẳng hạn. Nhưng mà mọi người nghĩ là xinh xắn như thế này thì chắc cũng phải là một người điệu đà, hay soi gương rồi hay không chăm chút cho bản thân chứ. Không luôn nha chị. Ví dụ nha, con gái này người ta buổi tối là 7-49 lần là skin care đúng không? Em nha, make up xong nha, về nha, tẩy trang nha, rửa mặt xong nha, ok xong nha, xịt cái khoáng và đi ngủ luôn. Hôm nào mà em chăm lắm á thì em mới bắt đầu bôi được cái mặt nạ dưỡng ban đêm. Và hôm nào em chăm hơn nữa thì em thêm được cái son dưỡng môi. Còn không là thôi đó, em cứ nguyên thế là easy là được. Em đi ngủ luôn. Yến thấy bản thân mình đã thay đổi như thế nào kể từ khi mà hoạt động nghệ thuật? Nói chung là thay đổi nhiều. Sự thay đổi đầu tiên là chính là những nếp nhăn. Những nếp nhăn trên khuôn mặt này đã quá nhiều rồi mọi người ơi. 10 năm hoạt động nghệ thuật đã cho lại Yến những nếp nhăn như thế này. Những vết chân chim trên đôi mắt tôi. Đối chứ. Thực ra là trong 10 năm hoạt động nghệ thuật thì những cái điều mà em nghĩ là em nhận được nhiều nhất ấy thì là những cái mối quan hệ cùng với cả các anh chị. Bởi vì khi mà được làm việc với cả những người lớn hơn cũng như là những cô chú á, thì mình có thêm được nhiều cái kinh nghiệm hơn. Mà em nghĩ là những cái đấy ở trong trường học cũng không bao giờ dạy cả. Và khi mà mình được làm việc với mọi người thì mình thấy mình trưởng thành hơn trong cái suy nghĩ. Mình phải nghiêm túc hơn và mình phải làm như thế nào để mình có thể trở thành một cái người nghệ sĩ thực thụ như các cô và các chú cũng như các anh chị bây giờ người ta đang làm được, đang hướng tới và đã thành công rồi. Đấy. Nếu như bây giờ được phẫu thuật thẩm mỹ thì Yến sẽ muốn sửa lại phần nào? Em muốn cao thêm. Bây giờ là cao 1m bao nhiêu nhỉ? Em 1m60. Bây giờ em muốn cao thêm khoảng tầm nếu mà xin luôn ấy thì em xin 12 phân. Còn nếu mà xin ít thôi á thì em xin thêm 6 phân thôi. Thì là tức là xin thêm 12 phân để đi thi hoa hậu. Đúng rồi, đúng rồi. Bởi vì á nói chung là khuôn mặt thì nhìn cũng tạm tạm mà, nhưng mà mỗi tội về cái phần mà kiểu ăn nói ấy, thì thực sự là đúng là đợt này em thấy mọi người đi thi hoa hậu quá là hay luôn. Về cái phần mà mọi người nói chuyện rồi lúc mà mọi người phỏng vấn rồi lúc mọi người trả lời phỏng vấn ấy chị, lúc mà em ở dưới là lúc nào mắt em cũng mắt chữ O, mắt chữ A luôn này.
tiếng Anh siêu giỏi, siêu đỉnh. Xong rồi ý là cái phần mà suy nghĩ về cái câu trả lời để mà trả lời ngay lúc đấy ở trên sân khấu ấy, quá đỉnh luôn, quá xuất sắc luôn. Thực sự là Việt Nam đang có những người mẫu, có những hoa hậu rất là giỏi. Thế vậy là cũng từng có một cái ý muốn nhen nhúm là sẽ thi hoa hậu nếu đủ chiều cao đúng không? Không, ý là ý nghĩ thì không bao giờ có đâu, bởi vì em nghĩ chắc chắn là em sẽ không bao giờ cao đến mức độ vậy. Bây giờ có thi hoa hậu nhí thì được. Nếu mà không phải là một ca sĩ hay là một diễn viên thì Yến sẽ làm gì? Nếu không làm ca sĩ, không làm diễn viên nhá, thì em nghĩ là em lấy chồng từ năm 18 tuổi rồi. Bởi vì ngay từ lúc mà em yêu cái mối tình đầu tiên xong á là em đã nghĩ là em sẽ lấy luôn rồi. Yêu 3 năm lận mà. Là em nghĩ là em lấy luôn rồi. Là lúc đấy mà 18 tuổi mà lấy chồng xong là giờ là hai con đề huề rồi, là đỡ rồi. Trời ơi. Tại sao lại nghĩ là đỡ nhỉ? À thì ý là hai con thì ấy là mình có con rồi, xong rồi cuộc sống của mình nó cũng tại vì mình có con rồi nên đâm ra bây giờ mình chỉ việc phải cố gắng rồi kiếm tiền thôi, mình nuôi con thôi. Thì ý là giống như kiểu là đời con gái thì chị biết rồi đấy, giống như ở đấy lớn lên rồi này là phải rồi có người yêu này, rồi phải có việc làm này, rồi phải đi lấy chồng này, lấy chồng xong phải đẻ con này, đẻ con xong phải làm mẹ nữa đấy. Nói chung là chỉ có loanh quanh là như thế thôi. Thì nói chung là em cũng mót làm mẹ lắm rồi đấy. Thế nhưng mà thôi, chưa tới thời. Điều gì sẽ khiến Hoàng Yến Chibi dễ rơi nước mắt nhất? Trời, cứ động vô cái trái tim này là em khóc liền à. Đi coi phim mà ý là cái đoạn nào mà mình cảm thấy là mình đồng cảm được cũng khóc. Nghe nhạc mà thấy đến cái câu nào mà tự nhiên thấy nó hơi giống mình cũng khóc. Rồi đi ra ngoài đường coi, tự nhiên lâu lâu thấy mấy em bé mà đứng đường mà chị biết bình thường á là em hay đi xe máy. Em ít khi đi ô tô lắm, em thích đi xe máy vi vu vậy đó, nắng mới đi ô tô nha. Thì hay ở cái ngã tư đường á là sẽ có mấy cái đứa trẻ nhỏ chị thấy hay ngồi ở mấy cái chỗ cái vệ đường, nó gọi là cái gì nhỉ, ở đây cái vệ đường á, xong bắt đầu chờ đến đèn đỏ là bắt đầu đi ra. Mà chị em nói chị nghe, giữa trưa nắng 12 giờ trưa, đứa nào đứa nấy đầu không có mũ gì hết. Mũ là bắt đầu phải cầm như này rồi đi ra đưa tiền. Ôi nhìn cái cảnh đấy thôi mình cũng khóc rồi. Đấy là, mà ý là cái ngày nắng á, là em đã thấy cũng thương nó lắm rồi. Như ngày mưa em hỏi chị, quần áo thì ướt như chuồn lột. Cứ mọi người đi ra thì mọi người toàn đứng ở ngoài mưa. Rồi ý là ai mà đi ô tô người ta đâu có muốn mở cửa kính ra để người ta cho tiền đâu. Bởi vì là sẽ ướt xe hay như thế nào đấy. Còn mưa như thế thôi thì làm sao mà mấy người đi xe máy người ta rút tiền ra được. Nhiều khi cũng thấy thương lắm mà chẳng biết làm như thế nào. Lâu lâu thì em vẫn hay nhờ, giống như là ví dụ em đi với ai đó chẳng hạn, thì em vẫn hay giúp 10.000 xem nhờ đưa dùm. Bởi vì thường là em không có được cho tiền. Nên đâm ra là em toàn nhờ vậy thôi đó. Bây giờ mẹ vẫn quản lý tiền. Sắp tới là em sẽ được quản lý tiền rồi nha mọi người. Sắp tới là em sẽ phải trở thành một người phụ nữ thực thụ. Là được giữ tiền riêng đúng không? Nhà bây giờ là mẹ vẫn phát lương hàng tháng. Dạ đúng. Nhưng mà có quy định là một ngày bao nhiêu tiền không? Không, có quy định là tháng từng đấy đó chị. Ví dụ như người ta là một ngày được 1 triệu, 2 triệu thì Yến là một tháng được bao nhiêu? Ồ, mọi người muốn nghe lương em một tháng thì hả? Em đi chia sẻ không ta? Thôi về mới riêng chết mất. Thôi để nói cái này thôi nha mọi người, chứ lương tháng em được có dưới 10 triệu à. Dưới 10 triệu? Ờ. Rồi em sẽ làm gì trong cái khoảng dưới 10 triệu đó? Ủa thì em có phải tiêu cái gì đâu. Đi ra ngoài đường rồi này là ăn sáng rồi này kia các thứ là có trợ lý. Thì trợ lý em là sẽ có tiền của công ty đó. Thì là đó là trợ lý sẽ cầm tiền rồi này kia các thứ rồi trả hết cho. Rồi thì đi xe thì cũng không có tốn tiền bởi vì có visa, có thẻ. Rồi... nói chung là mua cái gì thì cũng là bắt đầu là dơ cái điện thoại ra hoặc dơ thẻ ra được. Thế mẹ em cũng chẳng bao giờ có tiền mặt, em không có thể không tức có là tiền. Cái dưới 10 triệu đấy là tiền mặt mẹ đưa thôi đúng không? Dưới 10 triệu là tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng hàng tháng đó. Tức là cả thẻ hay gì là cũng ở trong đúng cái rồi, số đúng tiền rồi. Đó thôi đúng. Do lâu lâu mà em mà ví dụ mà em mà muốn mua cái túi ví dụ đắt đắt hay cái gì đó thì lúc đấy mới bắt đầu xin là mẹ thì đấy tình hình là như này, đấy cái túi đấy như này. Thì từng này tiền đó thì mẹ chuyển cho con để con mua. Đấy lúc nào mà cần cái gì á thì sẽ nói cái lý do để chuyển cho một cọc. Đấy đó. Nhưng mà mẹ có thường là xin cái mẹ cho liền không? Thường thì là như thế nhưng mua túi thì không ạ. Ý là thường thì là ví dụ giống như kể xin tiền đi chơi bạn. Hay là kiểu con cần 2 triệu để ví dụ hôm nay con đi mua đồ chẳng hạn. Hay là con cần 1 triệu để hôm nay con đi mua
này mua kia thì là mẹ em cho luôn. Nhưng mà cứ cái gì mà ví dụ mẹ mà mua túi mà sáu mấy chục triệu xong rồi 100 mấy chục triệu thì đợi. Mà ý là em suy nghĩ đã lâu lắm rồi nha, mẹ em suy nghĩ còn lâu hơn. Thường em mà mua một cái túi mà ý là cái trị giá của nó trên 50 triệu á, là em phải suy nghĩ từ 3 đến 6 tháng. Rất là lâu rồi, từ cái đợt đấy giờ là em chưa mua túi là bởi vì em làm MV đó. Chắc phải cả năm nay rồi, chưa mua được cái túi nào hết. Tức là mỗi lần mà cần xin một cái số tiền gì đó lớn để mua túi hay gì đó thì là phải rất là lâu mới có được cái túi, đúng không? Vâng, đúng rồi. Em suy nghĩ cũng lâu nữa, mẹ em cũng cũng lâu luôn. Thì chị biết mà, thường công ty người ta hay nói là kiểu kế toán này kia đây chủ tịch luôn. Chủ tịch suy nghĩ lâu, chủ tịch bận bán bún đấy, kiểu vậy. Nhưng mà có khi nào cảm thấy là mình muốn mua cái đó quá rồi mà xin hoài mẹ cứ lâu lâu quá rồi không không đưa, không cho mình, thì cảm thấy là mình cảm thấy cũng khó chịu không, tại vì tiền đó mình cũng là tiền mình làm ra mà. À không nha, mẹ em được cái rất là nhạy nha. Tức là cái nào mà biết em phân vân là phân vân cùng em liền à. Mà cái nào mà biết là em là em muốn mua ngay mua liền á thì là lúc đấy sẽ kiểm tra xem thử xem là tài khoản có tiền không, có là gửi cho liền luôn, chứ còn không là không bao giờ bắt chờ đợi hết á. Tại vì lâu lâu em mới xin. 3 đến 6 tháng là nửa năm, là năm em mua có 2 cái túi chứ mấy. Thế cái túi mắc nhất mua là bao nhiêu? Thì cái túi mua mắc nhất là 100 mấy chục triệu của Chanel đó. Thì là Chanel. Có phải là người thích mua sắm không? Dạ không. Ngày xưa thì ấy là khoảng tầm 3 năm về trước thì là còn thích. Rất thích, nhưng mà cũng chỉ dám mua mấy cái dạng túi kiểu basic thôi. Bởi vì là sẽ dùng được lâu ấy ạ. Thì đấy, thì em cũng chỉ mua mấy túi basic thôi. Còn mấy túi mà kiểu theo từng năm trend ý thì cũng không dám mua. Bởi vì thực ra là nó vừa đắt, mà cái thứ hai là với cả hiện tại bây giờ mình cũng chưa thấy bản thân mình cần phải sử dụng những cái đó nhiều á. Một phần cuối cùng trong chương trình đó chính là ứng xử với anti-fan. Không biết là bình thường thì Yến có hay gặp phải những cái lời bình luận hay những cái lời anti của những người mà người ta không thích mình không? Em gặp nhiều chưa ạ? Thường thì là mọi người sẽ anti mình ở cái điểm nào? Mọi người anti em vì giọng em nè, nghe nó chua chua nè. Mọi người anti em là bởi vì lâu lâu em nghe thấy nha, là mọi người kêu là em đi ngoài đường mặt em cứ hất lên trời vậy đó. Xong rồi mọi người anti em nhiều lắm chị, nhiều lý do lắm. Nhưng mà nếu mà bây giờ mọi người nói là ca sĩ mà giọng chua quá thì Yến sẽ nói như thế nào? Thế bây giờ cha sinh mẹ đẻ em ra, thì bây giờ em làm sao? Bây giờ em cố gắng hết sức rồi bằng việc rằng là mình sẽ trau dồi cái giọng hát của mình, làm cách nào để mình hát những cái bài hát mà nghe cái giọng của mình nó phù hợp. Hoặc là mình sẽ tìm cách để điều chỉnh cái giọng của mình, đặt ở cái vị trí âm thanh nào đấy để cho nó nghe nó không có bị chói tai nữa. Thì đợt này nói chung là em cũng tập được bớt bớt đi được một chút xíu rồi đó. Chứ còn ngày xưa ở ngoài Hà Nội giọng em thế thì thế không à. Thế còn là mọi người nói mình chảnh thì mình sẽ nói gì? Thì tại mọi người chưa thân với em thôi. Chứ mọi người thử thân với em đi là mọi người hết muốn thân liền à. Em có mấy đứa bạn rồi đó. Là ý là chơi thân từ lúc mà lúc đầu ấy là ok chơi con này vui quá ha, chơi xong bây giờ tao muốn bỏ mày luôn, mệt quá, con này nói nhiều quá, nhiều hành động quá, nhiều suy nghĩ, nhiều câu nói quá, tao mệt. Mỗi lần đi chơi là bạn em là kiểu là mỗi lần đi chơi với mày là ta phải kiểu ở nhà chuẩn bị năng lượng đầy đủ các thứ, bởi vì đến chơi với mày tiêu hao năng lượng hơn là đi tập gym nữa. Rồi, bây giờ trong chương trình Talk Show Mirror Mirror thì Yến có thể thể hiện một vài câu hát trong cái bài mới nhất của mình để gửi đến tất cả mọi người được không? Ok, thì Yến sẽ xin hát một đoạn ở trong ca khúc của Yến được mang tên Ừ Em Xin Lỗi. Mình hát đoạn nào bây giờ nhỉ? Vì con gái là như thế, muốn yêu thì phải biết chiều, muốn em thật ngoan thì anh cũng phải biết điều. Anh xin em bớt đọc cái câu ngôn tình, tình yêu phim ảnh đã không có tật và tôn vinh. Đừng nghe lời ai dốc một ngọt và đầy tai lý nhí để hạnh phúc, bạn gái anh không bao giờ xa. Vậy nếu tình yêu chỉ là sẽ chẳng thể bảo nhau nghe, vậy chúng năm nữa vẫn là tình yêu của những cô nhóc và cậu bé. Tại vì có sai, có sửa, có lửa, có khói. Còn nếu em muốn được cưng như trẻ thì kiếm ông bố cho rồi, nè em có thể đi kể với tất cả những người khác xung quanh. Còn nếu em được một cách chân thành, nếu khúc nào mà nhảy đĩa thì mình muốn qua cho nhanh, chặt cho nhau sự yên bình, làm ơn tha cho anh. Đó, nói chung là rap của anh Mirai đọc nhanh lắm mọi người. Em là em cũng cố gắng thuộc lắm rồi đó, bởi vì em tập nhảy nhiều á, nên em nghe nhiều em thành quen luôn.
Xin được cảm ơn Hoàng Yến Chibi đã dành thời gian đến để giao lưu và trò chuyện với quý vị khán giả của chương trình Talk Show Mirror Mirror. Và xin chúc cho những dự án sắp tới của Hoàng Yến sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, cũng như là mình sẽ được quý vị khán giả ngày càng yêu mến, sẽ có thêm được thật là nhiều show để mà mình có tiền để đầu tư hơn nữa cho các sản phẩm nha. Và bây giờ thì Hoàng Yến có thể gửi một lời chào đến tất cả các quý vị khán giả của chương trình. Rất là cảm ơn mọi người, cảm ơn chị Nhung ngày hôm nay bởi vì đã mời em đến Talk Show Mirror Mirror. Cảm ơn quý vị khán giả bởi vì đã ngồi đây và nghe Hoàng Yến Chibi tâm sự. Mong là mọi người sẽ ủng hộ cho hình tượng mới của Hoàng Yến Chibi, phong cách âm nhạc mới mà Hoàng Yến Chibi mong muốn mang đến cho quý vị khán giả. Và mong là mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ cho Talk Show Mirror Mirror và team.vn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị trong những chương trình lần sau.